Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã trở lại kênh Trai Ngoại Thành. Hôm nay Trai Ngoại Thành sẽ đập hộp nha mọi người. Đập hộp cái gì? Đây, hàng Trai Ngoại Thành mới mua. Đây, mới mua nha mọi người. Mới mua cái mặt hàng trị giá là 3.610.000 đồng. 3.610.000 đồng nha mọi người. Đây, để mình đập hộp coi. Mình đập hộp coi là cái gì, đốt các bạn là cái gì nha. Để đập hộp nha. Hàng dễ vỡ nè mọi người. Hàng dễ vỡ. Đó, bây giờ mình đập hộp nha mọi người. Đó. Đập hộp. Đó. Đập hộp. Đập hộp. Đây. Đập hộp. Đây. Đây. Đố các bạn là cái gì? Đây. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái máy radio nha mọi người. Cái máy radio có thể nghe bằng thẻ nhớ. Đó, cái máy radio. Đó, để bên đây nha mọi người. Cái máy radio. Đó, cái máy radio. Đây. Đây, cái máy radio đẹp không mọi người? Cái máy đồ cổ không? Cái này là giả cổ nha. Đồ giả cổ. Đây. Đồ giả cổ. Đây mà có nhiều chức năng, mình có thể nghe đài, mình có thể nghe trên sóng AM, FM luôn mọi người. Sóng dài, sóng ngắn và sóng trung bình luôn. Đây mọi người có biết không đó? Đây là giới thiệu các bạn nè, FM là sóng dài, AM là sóng trung bình, SW là sóng ngắn. Giống như là mỗi đài nó sẽ phát trên một cái tần số riêng. Rồi và trong cái máy này mình có cũng thể nghe bằng cái thẻ thẻ nhớ SD hoặc là thẻ nhớ TF. Đó, mình gắn vô mình nghe nhạc nha mọi người. Rồi cái này là mình sạc pin bằng đây, sạc pin nè mọi người. Đây, bắt đầu sạc nè. Đó, mình có thể sạc, mình có thể bằng xài pin hoặc là mình sạc bằng điện nha. Đó, không biết cái máy này có điện sẵn chưa đây, để mình coi. Máy này chắc chưa có điện rồi, mình phải đi sạc điện mới thử được mọi người. Đây, sạc điện nè. Là chưa có điện. Đó, mọi người thấy cái máy đẹp không? Có chức năng nè, phải không? Đây, chức năng rà đài. Đây là chức năng rà đài nha. Volume. Còn cái stone này là low, hay là gì đây mình không biết nè. Đó. Tại vì ngoại ngữ giỏi quá đó mọi người, không biết stone này là cái gì. Low hay thì biết, chậm nhanh. Còn cái stone này là tông hả ta? Đó. Đây là nhãn hiệu đó. Thấy mọi người cái máy này. Cái máy này Trai Ngoại Thành mua về cho ba má Trai Ngoại Thành nghe mọi người. Ông bà rất là thích nghe nhạc cổ nhạc. Mình sẽ chép những bài cổ nhạc xưa của nghệ sĩ Lệ Thủy, của nghệ sĩ Minh Dương, nghệ sĩ Mỹ Châu, nghệ sĩ Bạch Tuyết, nghệ sĩ Phượng Liên, nghệ sĩ Thành Được, nghệ sĩ Minh Phụng vô đây. Những bài hát của những người nghệ sĩ thời xưa, ba má Trai Ngoại Thành rất là thích nghe. Mình sẽ chép vô đây, rồi mình đi đâu á, mình thí dụ mình đi ra đồng, có thể mình xách theo như vậy nè. Xách theo mình nghe, mình để mình cắt cỏ hay là mình làm gì ngoài đồng á, thì rất là tiện lợi. Đáng lẽ là mình sẽ có cái máy nhỏ hơn, mà cái máy nhỏ hơn thì cái âm thanh nó không được lớn. Thì Trai Ngoại Thành mua cái máy này. Thì hiện tại cái máy này mới mua
thì Trang ngoài thành mới đập họp cho mọi người coi đó. Mà này là chắc là do là chưa có sạc đầy pin á, pin chưa có đầy á, nên là giờ là mình không có thử được. Up. Đây mình có thử được cái nút on đâu, không thấy đâu, không có nút up nè, không có nút on hay sao. Ở đây có rồi mọi người, đây đã có điện, mình tưởng nó không có điện. Giờ mình bỏ vô mình mất một cái bỏ thẻ nhớ vô nha mọi người. Đây thẻ nhớ đây, mình đã chép bài hát vô đây rồi, mình bỏ vô đây nha. Ở đây coi nó đọc như thế nào nha mọi người. Đó. Rồi. Nghe lớn mọi người. Rất là lớn. Rất là lớn luôn. Dần nhỏ là mọi người. Thử được rồi. Bảy ngàn đêm góp lại mình chuyển qua bài khác mọi người, chuyển qua bài khác đây. Đó. Ca cổ mọi người đó, mọi người nghe đây, giờ mình dặn lớn cho mình. Em ơi đó, nghe đã mọi người. Có gió sầu lâng lâng, có trăng buồn bâng quâng, có mây trời là bài hát của nghệ sĩ Minh Phụng, nghe đã mọi người. Đó, sách này ra đồng. Mình mua 3.610.000. Đó, ok không mọi người? Đó. Cái này là nghệ sĩ Minh Phụng và nghệ sĩ Lê Thị. Qua bài khác nha mọi người. Qua bài khác. Âm thanh nó là đã mọi người. Nó đã luôn. Cái này chắc ba nước xa mồ côi. Cái bài hát mấy bài này chắc ba má Trang Hoài Thành rất là thích nè. Nãy giờ Trang Hoài Thành đã chọn lựa những bài hát hay vô đây không đâu mọi người. Đó. Những bài hát cổ không á. Nghe rất là đã mọi người. Quá chuẩn luôn. Nè, ghe chiếu Cà Mau. Nhuộm màu tươi thắm công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, này tìm ai không gặp. Tôi gói đầu mỗi đêm ghe chiếu Cà Mau đã cắm rào trên bờ kinh ngã bãi sau, cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kín từ hôm nào, tôi dắt lôi chiêu bông từ dưới ghe lên xóm đầy chiếc cao nhuộm cùng đã lâm thâm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao tuyết chân mình gió lạnh chiều
tâm bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Rất là nhiều vở cải lương hay mọi người. Dạ xin ông cảm phiền ngồi chờ cho con gái tôi nó qua hàng xóm nấu nhờ ấm nước. Dạ, rất là hay, những cái lương rất là hay cho. Thì dòng ba và má chàng và Thành sẽ thích nha mọi người. Gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ hay với ông gì? Rất là hay, những vở cải lương rất là hay mọi người. Chưa kịp giáp mặt với nhau. Rất là hay. Em có lỗi gì mình. Máy hiệu đó là tốt mọi người. Bây giờ mình sẽ thử nghe đài thôi con mọi người, thử nghe đài nha, thử nghe đài thôi con. Này mình chuyển qua chế độ nghe đài thử. Giờ là mình đã nghe MP3 rồi, mình chuyển qua FM nha mọi người. Đây giờ mình sẽ dò đài nha mọi người, dò đài. Chứ nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều cái vị khán giả đang rất là quan tâm, đó là như vậy thì theo bác sĩ là nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư hạch bạch huyết này là gì? Đó này là đài FM. Đến giờ phút này thì các nhà khoa học ta cũng chưa biết mọi người. Các nguyên nhân gây ung thư nói chung cũng như ung thư hạch bạch huyết nói riêng. Bây giờ mình sẽ là chọn có một số yếu tố mà có những cái người vợ như thế với nhau rằng rất lâu rồi, khi mà biết rõ những cái người vợ gọi là ghê gớm như thế thì cái chuyện mà họ nảy sinh cái tình cảm đối với một cái cô nào đấy ở cơ quan công sở thì tôi nghĩ là nó cũng là cái chuyện cũng có thể hiểu được. Mọi chuyện đều có thể xảy đó, ra. Đó là sóng nhồng hiếu. Đó là sóng FM. Bây giờ mình chuyển qua sóng AM mọi người. Đây, bắt đầu ra lại sóng AM nha. Người yêu ơi em đi em lên đi. Đó. Ở đây là như chị em là thấy tự động đó, xong á em á mọi người đó. Đó là chuẩn, nói chung là cái máy này rất là chuẩn, hy vọng ba và má Trang và Thành sẽ thích nha mọi người. Có gì nói đây. Giữ vệ sinh môi trường còn phải kể đến chuyện hàng chích túi ni lông hành lại thấp đó. Những cái túi đủ màu sắc được sử dụng phổ biến đó, giờ mình tắt nha mọi người. Đây, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Trang Hoài Thành nha. Bye bye mọi người.